trước thềm năm mới. Quan Lâm chúc quý khách hàng và gia quyến một năm mới đầy sức khỏe, hạnh phúc viên mãn, may mắn ngập tràn cùng thành công vượt trội trong mọi phương diện cuộc sống và đặc biệt trong lĩnh vực mua, bán và kinh doanh bất động sản. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi làm chuyên viên đại diện khi cần mua bán và đầu tư bất động sản. Sự tín nhiệm và quan tâm ủng hộ của quý khách trong suốt thời gian vừa qua là thành công lớn nhất mà chúng tôi gặt hái được. Trong năm mới, Quang Lâm sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến cho quý khách hàng một sự hài lòng tuyệt đối. Một lần nữa, Quang Lâm gửi đến quý khách hàng lời tri ân và chúc mọi người một năm mới thành công, bình an và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!